nhiều sướng, hú nhiều sướng, hú nhiều sướng bạn. Chúng ta là khách à? Ôi chết, chị Ba công chúa, em mời chị ngồi. Thôi chết rồi, thôi chết rồi. Tầm môn mấy cái đứa kia, bao nhiêu cái thảm đất sổ đỏ chính chủ đi không giải cho bà Ma công chúa đi chú ơi. Sao lại giải bao kia cái sổ đất tranh chấp với kia? Dạ, em giới thiệu với chị Ma công chúa, đây là Hoàng Yến, bồ của em ạ. Chào em. Cái tên Mai Công Chúa đã hôm nay chị mới được gặp đấy. Em chị gái đấy. Này, đây 44 chín rồi đấy. Đấy, bao nhiêu người mà xin chị dừng rồi đấy. Chị Mai Công Chúa ơi, Hoàng Yến này bố em đây là hơn chị ba cái Tết này. Hơn em 6 tuổi đấy. Thế cho nên thiên hạ đã bảo em là có vòng cơ trưởng đấy vì thế đấy. Ôi, em mà thật với chị thì Ma công chúa chứ em mà nói dối chị thì có mẹ em cũng một bú tì chị. Chị hôm nay cũng 3 tuổi rồi em ạ. Mới trẻ mà chị quyết đó.